Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video dòng xe Winner X. Ở video hôm nay thì vẫn là những cái sản phẩm quen thuộc, đó là phần Dummy. Đây là bản A11 xài áp i8, nên các bạn gọi là A11 hay là các bạn gọi là i8, cái nào cũng là nó hết. Nó hai tên gọi. Thì cái phần sử dụng rất là đơn giản, là các bạn chỉnh màu cho điện thoại thôi ha. Chỉnh màu sắc, hiệu ứng, tất cả chỉnh áp cho điện thoại. Và cái phần trợ sáng thì phần trợ sáng hôm nay á, nó khác những video trước mình đã giới thiệu, là phần trợ sáng vẫn là bi mini hai màu, nhưng mà cụ thể video này xài là Kenzo Z20. Ở những video trước thì có thể mình đã làm video về phần mini hai màu thôi, thông dụng là cái sản phẩm này đây các bạn. Cái loại này các bạn chắc chắn các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Đây là dạng như là hàng là phổ thông thông dụng nên đa số nhiều anh em sẽ xài đây các bạn. Nhưng mà nhìn cái hộp như thế ngoài thôi, nhưng mà chất lượng của đèn hay là độ sáng của đèn tùy theo cái loại đèn hay là loại như thế nào. Hộp thì có thể nhìn giống giống như na ná nhau, nhưng mà nó sẽ có khác nhau về cái chất lượng đèn, ngoại hình đèn hay là ánh sáng. Đó, thì các bạn nên tham khảo kỹ về phần đó nha. Cái loại đèn mini nè, nó rất là nhiều giá nha các bạn. Giá tiền thay đổi khác nhau thì chắc chắn bên trong chất lượng đèn nó sẽ khác nhau. Mình nói chứ một điều về cái phần đó để các bạn tham khảo, các bạn cân nhắc thêm khi các bạn mà quyết định là xuống tiền mua cái loại đèn này. Rồi, đây là hàng thông dụng phổ thông. Hàng xịn hơn như video này sẽ xài là Kenzo Z20 hoặc là Kenzo X100. Thì đối với những sản phẩm này thì đúng hàng chính hãng Kenzo, thì các bạn cứ yên tâm về chất lượng và cái độ sáng, cứ đúng hàng đúng mẫu mã là xài. Không phải như cái dàn hàng mini. Cái hàng mini này như mình đã nói là nó phong phú về cái nhà máy sản xuất lắm. Cái hộp thì có thể làm giống nhau, nhưng mà về chất lượng đèn ánh sáng sẽ khác nhau, là do rất nhiều nhà máy bên Trung Quốc sản xuất những dòng này, nó đánh ra thị trường, nó bán ra thị trường ha các bạn ha. Còn đây là Kenzo X100 đây các bạn, Kenzo X100V2 đây. Đây là cái hộp của nó ha. Đây là mẫu mã của đèn nè bạn. Đây, để mình lật cho bạn xem. Đó, ok ha. Mặt sau của đèn nè ha. Rồi, mặt trước của đèn này. Đó, đây là Kenzo X100. Rồi, cái là Kenzo Z20 giống như video này sẽ sử dụng. Đây các bạn, đèn vuông. Đây cho bạn xem cận cảnh cái hình ảnh của đèn luôn. Đây các bạn có mua thì các bạn cũng thấy tham khảo được cái đúng hàng hay không. Đó, đây là mặt trước đây. Rồi, đây chung quanh ngoại hình đèn. Hộp thì trong hộp như thế này, một hộp nó hai cái. Thì đối với dòng Kenzo X100Z20 bảo hành 1 năm. Những tất cả cái bảo hành này là sao, là gọi là 1 đổi 1 các bạn. Các bạn đang xài mà trong thời gian bảo hành còn hư là mình đổi, chứ mình cũng không có sửa được cái này. Mình đổi cho nhanh lẹ, cái đồ hư mình trả với công ty giải quyết lại cho bên mình. Mình cũng không có thiệt thòi cái phần đó gì hết. Nên hư là mình đổi thôi. Rồi con kế tính nữa là con gì? Bảo hành dài hơn nữa, xịn sò hơn. Nhà máy nó dám bảo hành cho bạn 18 tháng từ nhà sản xuất. Đây, con G1. G1 này hiện giờ nó lên tới cái mẫu mã của nó là V5, nó cái hiệu là V5 như thế này. Nó có thêm cái dòng nhựa xanh trên cái thân đèn. Hồi xưa là V4 trở về trước ở đen hết. Còn V5 nó làm khác biệt tí xíu, nó làm cái màu xanh dương như thế này. Đây các bạn, cho bạn xem cận cảnh luôn. Đó, ngoại hình thì nó sẽ kích cỡ nó bằng với con mini nè. Nhưng mà được cái là sáng mạnh hơn, sáng dữ hơn, và bảo hành nó dài hơn 18 tháng. Con này hiện giờ là bảo hành dài nhất luôn trong những cái dòng sản phẩm đèn mà mini hai màu. Kenzo vẫn là 12 tháng thôi, còn con này 6 tháng. Đây các bạn, con này là 6 tháng, con này mình bảo hành cho bạn 18 tháng được. Chính sách từ công ty đưa ra, đúng hàng chính hãng G1. Đó. Rồi, về cái phần đèn á, thì cách sử dụng nó đơn giản. Thường nó sẽ có hai option màu sắc, là thường một đèn sẽ có hai lựa chọn option là trắng vàng, hoặc là trắng trắng, hoặc vàng vàng, hoặc là vàng trắng gì cũng được, tùy các bạn. Tùy thời điểm các bạn muốn lắp đặt, nó sẽ có những dòng đèn nào và có những option nào. Cụ thể cái phần đó sẽ có tư vấn cho bạn ha. Trắng vàng trắng là sao, là gần màu gì xa màu gì, nó là cụ thể như thế thôi. Rồi, cái phần sử dụng tí xíu nữa mình sẽ cho bạn xem sơ qua. Rồi, về đây là cái phần của cái thằng đèn Z20 để lắp hoàn chỉnh lên xe như thế này cho dòng Winner X. Rồi bây giờ mình sẽ bật tắt rồi mình nổ máy, mình bắt xin rồi cho bạn xem luôn ha.
thì với dòng xe Winix này bình thường kết cấu cho bạn dễ sử dụng nhất là có một tấm riêng mình để như thế này, cách dễ xài, bật tắt cũng rất là nhanh lẹ. Ở video này chủ xe chọn option là gần trắng xa trắng luôn. Đây, bật xuống là màu gần nè, các bạn hãy gõ ha. À, bật xa nè là sáng thêm ở trên cao, ở xa ra cũng là màu trắng, tại anh chọn option là trắng trắng. Ok ha. Rồi, bây giờ mình nổ máy lên cho bạn xem cái đèn zin ha. Tại sao mình thường để bên trái, bởi tay phải là các bạn cầm tay lái rồi, cầm ga lên xuống, tay trái mà nhiều khi mình sẽ cảnh tay được. Mình sẽ bật tắt, để đây rất là tiện tay cho bật tắt, bật xuống bật lên, cứ việc đảo thôi. Bây giờ mình khởi động động cơ, nổ máy lên. Đây là chùm sáng của đèn zin nha các bạn, chỉ mới là chùm sáng cái đèn zin thôi. Bây giờ mình thử mình bắt zin nè. Đây, đây là mình bắt zin, là bắt zin tất cả luôn, bắt zin cả đèn trợ sáng chất 20 ở chế độ pha, và bắt zin luôn cả đèn chính, nhưng mà đèn chính nó quá yếu, nó quá yếu luôn, các bạn không thấy được, do cái chùm sáng của Z20 nó quá mạnh, nó át luôn cái phần đèn zin, các bạn không thấy được cái chùm sáng của đèn zin thôi. Các bạn muốn thấy đúng không? Mình đưa camera qua trước cho bạn xem. Rồi bắt zin, rồi giữ luôn, bắt zin giữ luôn, thấy chưa? Mình đang bắt zin mình giữ luôn, là bạn thấy rõ trợ sáng sáng luôn, rồi cái pha nó sáng luôn à. Rồi ok, rồi ok. Đó, đây là mình nói về sơ về cái phần trợ sáng, cái sử dụng thôi. Để mình tắt cái động cơ cái nha. Nó ồn quá, nó dội âm thanh trong cái camera, các bạn khó nghe cái mình nói trong video này. Rồi thì mình nói tắt mở cứ như thế này ha. Bắt xin cứ như thế này thôi là sử dụng. Đó. Rồi thí dụ các bạn đang nổ máy là các bạn mở code, các bạn chạy, các bạn mở pha. Đó. Mở pha mình cho mở pha cả zin và cả trợ sáng luôn. Đó. Mình mở được cả zin rồi mở chợ sáng luôn. Đó, nghe nè, nghe cái tay mình chỉ là chùm sáng của pha zin, code nè, pha nè, code pha. Rồi bây giờ mình đánh tay lái về. Đó, các bạn thấy luôn em chùm sáng của cái chợ sáng không, nó sáng quá mạnh so với cái đèn zin, nó át đi cái đèn zin luôn, bằng mắt thường nhìn thấy nó mạnh, thật sự rất là mạnh, chứ bây giờ các bạn hỏi gấp mấy lần con mắt thường rất là khó so sánh điều đó ha. Các bạn chỉ cần cảm quan, các bạn nhìn vô là thấy rất là sáng mạnh. Ok, rồi đó là phần trợ sáng Z20 trên một cái điện thoại. Bây giờ mình nói về cái phần đờ mi thôi. Đờ mi mình làm một video với chi tiết rồi nên mình nói nhanh lẹ nha. Giờ mình chết nói trước cái đã, cái nó áp ấy. Đờ mi này là cái là đờ mi i8 bản chạy, hay là đờ mi i8 bản A11, tại nó chạy A11 giống như A11, nó có chứ đây có i8, nhưng mà i8 là không có chạy, đổi màn giúp tắt thôi. i8 nó sẽ có hai option. Rồi giờ mình kết nối nè, kết nối app nè. Mình nói nhanh lẹ về phần này, vì phần này mình làm mất video riêng rồi. Rồi mình trả cái thang giờ đờ mi về giữa, mình đổi màu hai bên luôn nè. Đó ha, mình đổi màu từng bên thử nè. Đó, các bạn thấy mình thao tác trên cái màn hình điện thoại không, mình đổi bên kia nè. Đó, ok ha. Mình muốn đổi hai bên, mình đẩy về giữa mình đổi thôi. Đó. Rồi như nãy chiếu xe nít là dạng như xanh đỏ giống như bullet, rồi mình để xanh đỏ luôn. Mình chả cái này màu đỏ nè. Đó ha. Rồi đó là phần đờ mi ha. Về cái phần hiệu ứng nè các bạn. Đó. Hiệu ứng thì nó có 10 hiệu ứng. Đây mình đổi hiệu ứng mới nè, thử cho bạn xem. Đó các bạn. Ha. Rồi. Các bạn đợi xíu. Ok. Hiện số 3 nè các bạn, 2 số 4 nè, hiện số 5, đổi màu, đây, đổi tốc độ, đồ chơi. Nói chung là cứ việc lắp đặt xong đi, đau áp, kết nối Bluetooth và trải nghiệm thôi, chứ không có gì mà khó khăn hết các bạn. Mới đầu còn bỡ ngỡ thao tác thôi, chứ mà xài vài lần là các bạn sử dụng quen hết chưa à. Hầu như anh em nào cũng vậy, mình thấy là mới đầu mình lắp thì mình thấy ôi nó nhiều chức năng quá, nó quá chừng chức năng quá nhiều luôn, nhưng mà xài dần dần chừng vài ba ngày về các bạn dọc là đảm bảo các bạn thao tác rất là đơn giản thôi ha. Rồi phần đờ mi xong, mình xi nhan, bây giờ mở xi nhan từng bên, cái cho xi nhan từng bên luôn. Rồi đây đó, xi nhan bên phải màn hình ha. Do xi nhan nó chạy lẹ quá nên cái phần chạy nó chạy cũng quá lẹ đó. Đây để số 1, ok ha, đổi màu nè. Rồi xi nhan bên kia luôn, thử từng bên cho bạn xem nghía sơ cái.
Rồi ok, taxi nhanh luôn. Rồi bắp thắng luôn nha, taxi nhanh trước cái. Rồi đợi bắp thắng luôn. Đây hiệu nghi thắng các bạn. Đó, chớp chớp. Nhưng mà nói trên video mình làm nhanh lẹ thôi để các bạn coi lướt sơ. Hiển số 3 này các bạn. Đó, đổi màu thử coi. Ok được luôn các bạn. Hiển số 4 nữa các bạn. Ok, hiển số 5 này các bạn. Đó, mình vừa đổi hiệu ứng mà mình đổi kỹ đổi màu để các bạn thích thế nào các bạn cứ việc các bạn lắp đặt xong các bạn cài đặt ha. Rồi bung thắng ra. Rồi trả về đồ mi. Rồi. Thì xong phần đó luôn là cũng luôn cái phần Demi A11. Hôm nay xe này chỉ đơn giản hai phần Demi i8 bản A11 hay các bạn gọi là Demi A11 chạy cũng được, tới tùy các bạn. Chợ sáng hai màu, sử dụng cụ thể là Z20 trắng trắng ha. Lắp đặt ngay chẳng ba của xe. Rồi các bạn cứ tham khảo thêm nhiều video cho dòng xe này hoặc những dòng xe khác tại Facebook UV. Thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối nha bạn. Video này kết thúc. Xin cảm ơn mọi người dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên video. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.